mở ra và tiêu này vào. Ok, ngồi này. Anh là Bé Linh Hoàng. MT là Bé Linh Hoàng hiểu không? Thế em sẽ đặt dành cái nào? Chán đi. Đưa tiền đây. Vậy chỗ anh em phải tiên lòng với nhỉ? Đi cái bố với nó siêu. Chán chạy thật. Có cái áo thử tăng anh cái áo thử không được. Quý lắm. Vừa hỏi đến cái đứa tiên đây luôn. Chịu chết thật. À đâu, cho anh ứng tam chứa cái áo. Đấy, nó phải thế. Để 45 cm này. Kể nó xong rồi mình bắt đầu mình đo 4,5 9 13 5 18 19 xong mình kể nó nhé. Sau đó mình gập nó vào, mở nó ra, gập tiêu này vào. Rồi mình thử sơn nó này. Bố mình cho rằng mình hiểu là một con chó. Vâng, tí thả vào thử cái kia. Hoàng ơi, giống xuống đi ngục người ta cứ thằng đuổi bỏ. Không chứa được. Không chứa, em không chứa, không thể nào chứa được luôn. Xong gần nhét nó vào, đo lệch cái dao. Đúng rồi nhỉ. Căng một đầu được. Rồi, giờ con gà thì mình làm màu này đúng không? Làm màu hồng được. Ngay màu hồng. Mày đây nhá. Xong rồi mình cắt tỉa con gà nhé.
Ôi, anh nào bị hơn chắc anh được rồi. Không kể nữa. Như vậy là mình hoàn thành xong một chiếc cốc có đính hình con gà rồi. Như các bạn thấy hay cho một like, share, đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn gì lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.